Xin kính chào toàn thể các bác và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Em có một cái thắc mắc từ rất lâu rồi, đó là những cái chiếc đồng hồ World Timer. Tại sao ở thị trường Việt Nam anh em lại kén chơi đến như vậy đó? Nhưng hôm nay thì em sẽ mang đến một chiếc đồng hồ hoàn toàn khác biệt, một chiếc đồng hồ rất rất đẹp mắt đó, của dòng World Timer, đến từ bộ sưu tập Masterpiece của Maurice Lacroix. Đây là một bộ sưu tập rất rất cao cấp của thương hiệu này. Họ hoàn thiện trau chuốt tỉ mỉ từ những cái vẻ ngoài đến độ hoàn thiện mặt số và bộ máy bên trong, cực kỳ chất lượng. Với một chiếc đồng hồ mà còn niêm yết với mức giá siêu cao hơn 80 triệu như thế này, bằng thép của Maurice Lacroix, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nó có gì đặc biệt và có gì đáng chơi mà nó khiến cho em khen ngợi nó nhiều như vậy. Đầu tiên thì em sẽ quay gần hơn để các bác cùng với em trải nghiệm toàn bộ vẻ đẹp mắt cũng như là độ hoàn thiện tuyệt vời của cái phiên bản này. Đây sẽ là một chiếc đồng hồ World Timer có thể giúp cho các bác xem giờ toàn thế giới chỉ với một chiếc đồng hồ như thế này trên cổ tay. Đặc biệt là nó hữu ích với các bác mà thường xuyên có những chuyến công tác ở nước ngoài hoặc đi du lịch ở nước ngoài, muốn xem được đồng thời nhiều múi giờ khác nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế ở đường kính mặt số là 42mm, nhưng với một phần tay càng ngắn và dễ đeo. Chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với các bao cổ tay khoảng từ 16,5 trở lên, đeo đã rất là đẹp rồi. Và phải nói là cầm trên tay, cái độ đầm, độ chắc cũng như là độ chất lượng của Maurice Lacroix là những gì chúng ta dễ dàng cảm nhận được khi mà cầm cái siêu phẩm này lên tay. Nó rất là chắc chắn. Một chiếc đồng hồ mang đầy đủ tính năng lên cót tự động, lên cót bằng tay cũng như là dừng kim giây khi chỉnh giờ. Các bác quan sát nhé, khi mà em chỉnh giờ đó, chúng ta sẽ có một cái kim nữa hoạt động ở đây. Cái kim này của chúng ta thì sẽ chính là kim GMT. Đó. Chút nữa thì em sẽ giới thiệu về tính năng công dụng của những cái kim này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa, được hoàn thiện rất trong trẻo và đẹp mắt, giúp cho bảo vệ cho mặt số của đồng hồ và quan sát được toàn bộ những cái chi tiết, phải nói là hoàn thiện đỉnh cao. Đây. Chúng ta sẽ có logo của Maurice Lacroix ở góc 12 giờ với logo của thương hiệu được gắn nổi và tên của thương hiệu. Bộ 4 kim của chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có kim phút, kim giờ và kim giây có màu vàng, và một cái kim GMT có màu đen xám ở góc 6 giờ đây. Đó, chúng ta cũng có một cái kim chỉ giờ sáng, giờ tối ở góc 9 giờ và một cái kim chỉ báo lịch ngày rất là tiện lợi ở góc 6 giờ. Đó. Và phía trong chúng ta sẽ có một cái hình địa cầu, hình bản đồ thế giới, nó được hoàn thiện trải xước trên cái mặt số của đồng hồ, rất đẹp mắt và cao cấp. Phía ngoài thì sẽ là 12 cọc số đan xen giữa cọc số La Mã và những cọc số vạch đó gắn nổi, tạo cái chiều sâu, độ sắc nét tuyệt vời của đồng hồ. Ở ngoài cùng chúng ta sẽ có một cái vòng chia làm hai nửa, nửa màu trắng và nửa màu đen như này. Và ngoài cùng nữa thì chúng ta sẽ có là 24 thành phố đại diện cho 24 múi giờ khác nhau. Và trên đỉnh sẽ là London ở múi giờ GMT, múi giờ không. Đó, chúng ta sẽ có thể thấy là với một chiếc đồng hồ này, nhìn xem giờ ở đây, chúng ta sẽ có một cái múi giờ và tính từ vĩ độ, tính từ cái múi giờ Bangkok GMT cộng 7 Hà Nội Bangkok Jakarta này, chúng ta sẽ xem giờ được toàn thế giới, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đó, và các bác xem nhé, những cái phần hoàn thiện chi tiết và sắc sảo của đồng hồ. Ở đây bên cạnh này chúng ta sẽ có ba núm, một núm chính có logo của Maurice Lacroix và hai cái núm điều khiển những cái tính năng trên mặt số đồng hồ. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó, các bác xem này. Đây là tính năng chỉnh cái giờ local. Đây. Đó. Đây là tính năng chỉnh ngược lại. Đó. Để chúng ta chỉ có thể biểu diễn cái múi giờ này khi mà chúng ta chỉnh cái giờ đến của chúng ta và chỉnh giờ local ở đây. Đó. Phần mặt máy của bộ máy chiếc này cũng rất là ngon. Đây là một máy ETA 2895 được modify và sản xuất tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn của Maurice Lacroix, cung cấp thêm những cái tính năng tuyệt vời của nó. Đồng thời hoàn thiện theo một cái độ hoàn thiện rất cao và mang tên là bộ máy ML1614, sử dụng đến 25 chân kính các bác nhé. Hoạt động tần số lao động là 28.800 nhịp.
và đã tích cóp đến 45 giờ dòng sản phẩm Masterpiece và chứng nhận Swiss Made của đồng hồ đó. Bộ dây của phiên bản này cũng rất là đặc biệt với phần hoàn thiện chạy xước và bo cạnh hai bên này, tạo ra một cái chiếc đồng hồ với độ hoàn thiện và lên tay cực kỳ chất lượng ở đây đó. Với cổ tay của em 16 đeo chiếc này đã rất là đẹp rồi, nhưng các bác có cổ tay to hơn khoảng từ 16,5 trở lên, đeo chiếc này trên tay thật sự là đẹp mắt, khác biệt và tinh tế. Có thể nói đây là phiên bản đồng hồ World Timer qua sử dụng mà chỉ khoảng trên 30 triệu đẹp nhất trên thị trường đó. Tinh tế sắc sảo so với Longines hay là những chiếc FC thì chiếc World Timer này đến từ Maurice Lacroix, nó đẹp hơn rất là nhiều các bác nhá. Đó, phiên bản này thì em đang giao lưu mức giá là 39 triệu, có đi kèm bảo hành 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời và cam kết là hàng chính hãng 100%. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ em với số điện thoại trên góc phải màn hình. Đồng hồ còn rất là đẹp, cam kết chính hãng để các bác yên tâm sử dụng và trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.